ở cái cổng chùa Phật bốn mặt đó, có tượng Phật bốn mặt ở ngay đường ha. Thẳng tới luôn, quẹo ra chạy xuống chừng trăm thước cái gặp ngã ba nhỏ à. Dạ, quẹo trái, cái quẹo trái chạy vô chừng trăm thước nó tới hồ sao bà. Có mà. Không có sao tượng này. Cái sao? Đó đó, bên đó đó, bên đó đó. Đã dòng luôn. Đây khoan 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 để đá mà nó nhận gì cái thằng ngu. Rồi rồi vô cột là sau khi đi ra làm lên lộn xuống mấy lần thì bây giờ mình nhớ rồi ha, từ ở dưới cổng đi lên trên đây khoảng 300 mét hả, từ ở dưới đi lên trên đây khoảng 300 mét ha, thì sẽ thấy một cái bức tượng của một vị thần ở đây chỉ đường nè. Đó, vị thần ở đây chỉ đường ha, chỉ là mình quẹo bên tay phải. Đó, quẹo bên tay phải ha, nãy mình chạy lên trên kia là cái chùa rồi. Không có đúng rồi, bây giờ mình sẽ quẹo bên tay phải nè. Quẹo bên tay phải phía trước có một vị thần chỉ đường nữa. Thì thôi, nó lớn không đó, lật đây. Bên tay quẹo trái nè. Tao chỉ kỹ vậy thôi chứ. Trời ơi. Khu vực cấm vào. Tới luôn, tới luôn, tới luôn. Chưa cùng đường là chưa tới. Sao mà chạy mà như con ngáo liêu điêu. Đá cội nhiều lắm. Vừa phải, vừa phải. Vừa phải, tới rồi. Phải không? Hay núi đá còn không thấy cái hồ. Chưa thấy cái hồ. Chắc này mình đang lên tới trên đỉnh đó ha. Đó, mình sẽ quay xuống để mình xem thấy ha. Cái cảnh này là đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Cái này là cái hướng từ ở phía dưới này mình đi lên nè. Mình đang đi lên hồi nãy là cái hướng này ha, cái mình chạy bọc lại phía này, bọc phía này là cái hồ Tà Phả ở bên này, bên này rồi bên này nữa hồ Tà Phả. Thì ở dưới có một số người người ta đang chụp ảnh quay phim ở dưới đó ha, nhưng mà nhìn hơi khó thấy ha. Ở dưới đó nó có con cá rô đó. Ở dưới đó cái này mà tưởng tượng thả một số cá bảy màu dưới này nó lội nước chung vắt thì nó lội là tuyệt vời luôn. Ở bên kia đó, có một số bạn đang tham quan nữa ha, có một nhóm. Mình như giả sử như mình tưởng tượng là lập một nhóm mà cắm trại ở đây ha, siêu cực kỳ luôn. Cảnh ở đây cảnh đẹp thơ mộng và cũng rất tối ở đây. Em ơi, mình vô cái hồ Tà Phả là đi đường nào với em? Đi tới đây nè, có cái hồi có tới cái ngã tư, chạy hút cái ngã tư đó, cái có cái đường nó đi lên núi á. Quẹo trái ha. À dạ đúng rồi, quẹo trái cái. Vậy là dắt này đi qua cái ngã tư này luôn. Đi thẳng tới luôn. Này, qua cái ngã tư đẳng luôn. Qua ngã tư đẳng luôn. Rồi nhìn bên trái á, có cái đường ha. Có cái đường nó đi lên chùa rồi. Tới cái ngã ba mình rẽ bên trái mình chạy thẳng hoài luôn. Rồi. Rồi, cảm ơn ha. Đường rồi. Cái ngã tư đầu tiên. Wow, cái ngã tư thứ hai luôn. Rồi nhìn hướng bên tay trái. Chạy nhích tới hỏi cái ông ở nước à. Cái đường này ốp rồi. Nhích tới. Em ơi, có đường lên hồ Tà Phả phải đường này không em? Rồi, cảm ơn nha. Đường bên này có xe lớn sao đó. Vậy là ở đây có một cái ngôi chùa hay gì đang xây ở đây nè. Ở đây là có một cái ngã tư ha. Cái bên là có một cái ngôi chùa hay gì đang xây ở đây. Thấy hai bên có hai cái hàng cột, vậy là mình có thể biết đường mà. Đó, có cái cổng nữa kìa, cái cổng chùa thì chạy chậm. Đó, có cái cổng chùa Phật bốn mặt đó, có cái tượng Phật bốn mặt ở ngay đường ha. Đó, thẳng tới luôn, vậy là cũng dễ biết ha. Có hai cái dãy cột hai bên, mình đi là nhìn là biết liền, đi một lần trước lần sau là biết. Rồi luôn, thì cái ông hồi nãy ông
chỉ cũng đúng ha, tới cái chùa. Anh ơi đi hội tà phả đường này anh? Không biết được. Ủa anh cũng đi đó hả? Dạ chắc chạy thẳng lên quá. Chuyện quá. Ê, bật Google Map lên đây. Có không? Anh ơi, ở đây mình đi cái hồ tà phả là đi đường nào chú? Nãy mày chạy vô đường nào? Dạ, ở dưới này chạy lên. Ở dưới cái cổng chùa chạy thẳng. Chạy cặp ra nè, xuống cái dốc, chạy theo đường này hoài xuống dốc mà tới chỗ cái người đổ xi măng mà người ta chỉ á. Dạ. Quẹo đó, có ngã ba quẹo mà đường đất á. Dạ. Quẹo xuống chạy dừng trăm thước cái gặp ngã ba cái quẹo trái tới hồ sao bạn? Gì hơi khó nhớ nha. Vậy là cái dắt này đi vô đây luôn hả chú? Ờ. Nó đi ra chỗ cái bức tượng đó. Cái con trắng trắng đó ha. Ờ. Bức tượng á, ngoài bức tượng ngoài á. Rồi chạy cặp theo đường đó. Dạ, xuống tới đụng cái hình tượng mà anh đang. Rồi người ta chỉ đó ha. Hình tượng ngồi nó chỉ á. Dạ. Cái mình quẹo xuống đó. Dạ. Quẹo xuống. Xong, quẹo đó chạy xuống chừng trăm thước cái gặp ngã ba nhỏ à. Dạ, quẹo trái. Cái quẹo trái. Chạy vô chừng trăm thước nó tới hồ sao bạ. Trả giờ có ông kia ông cũng không biết đường, ông chạy về à. Rồi con đi lạc làng rồi không biết á. Ủa vậy là chú đây lễ Phật hay gì hả, là đi tham quan? Đi lễ Phật. Rồi con cảm ơn luôn chú ơi. Con mới đi lần đầu không biết đường. Rồi. Đi bọc ra phía sau. Đường này, chạy vòng đây. Ờ. Đường đi không á? Có mà. Có. Một cái sao tự này. Cái sao? Nó đó, bên đó đó, bên đó đó. Đây, đây dòng con. Đây nè. Trời ơi. Vậy là bọc dưới. Cái này tầm lâm đường cho không biết. Đó, bên này. Đó, có cái đường nè. Chạy đường này. Ủa? Sao mà chùa mà không thấy ai chứ ta? Rồi chạy xuống rồi tới có cái hình người chỉ, người trái. Hình người chỉ chạy đâm xuống luôn. Đâm xuống luôn, người nào chạy tới ngã ba người bên trái. Thì bởi vậy tới cái hình người chạy chỉ á. Con nào thông cái đường bữa nãy không? Chắc vậy. Hình như nó bọc xuống dưới cái đường nãy rồi đó, phải không? Hồi nãy mình đi nãy giờ mình đi đường tròn rồi đó. Chỉ nào? Ngã ba, ngã ba quẹo tay trái. Trời ơi, ngay cái đường cũ hồi nãy. Nghe cái hình người chỉ đi thẳng xuống luôn. Rồi quẹo trái. Đi cái đường cũ hồi nãy. Ủa? Gì? Ủa? Quẹo trái gì? Không phải. Ngược rồi. Cái đường người chỉ. Cái này là ra cổng rồi. Ừ, cái hình cái ông chỉ hồi nãy. Đi theo cái hình của ông chỉ. Ông đó ông chỉ ừ. Khoan nghe, ngừng. Để mình hướng dẫn viên cái tội ngu. Rồi, rốt cuộc là sau khi đi đó làm lên lộn xuống mấy lần. Thì bây giờ mình nhớ nè ha. Từ ở dưới cổng đi lên trên đây khoảng 300m hả? À. Từ ở dưới đi lên trên đây khoảng 300m ha, thì sẽ thấy một cái bức tượng của một vị thần ở đây chỉ đường nè. Đó, vị thần ở đây chỉ đường ha, chỉ là mình quẹo bên tay phải. Đó, quẹo bên tay phải ha, nãy mình chạy lên trên kia là cái chùa rồi. Không có đúng rồi, bây giờ mình sẽ quẹo bên tay phải nè. Quẹo bên tay phải phía trước có một vị thần chỉ đường nữa, rồi mình theo cái hướng của cái vị đó chỉ nữa. Rồi. Tiếp tục màn hai cảnh một. Cái này nhớ giống cái vụ mà núi già năm giếng hồi sáng quá. Cổ ghê. Ông kia ông đi ngang chứ không chỉ mình trời. Rồi. Thì bởi vì người ta ích kỷ. Có phải người ta biết đường, người ta nói theo tôi rồi đỡ.
hỏi theo xong lạc luôn hai người. Rồi đây bỏ trái đi tới này, ở đây có một cái vị thần chỉ nữa ha, đó thì mình đi thẳng tới đây, đừng đắt đây, vừa phải bên này đó. Cái đường rất rồi, đường rất ngã ba quẹo trái phải không? Đó tới rồi đó. Từ 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 từ, đó lớn không đó, lật đó. Tới đây quẹo trái nè. Tôi chỉ kỹ vậy thôi chứ. Trời ơi. Khu vực cấm vào. Là sao? À đúng rồi, không. Đồng hồ sau trên 17 mét à. Làm tôi cấm xe vào hay vậy đâu. Các bạn cấm chạy thẳng vô trong luôn. Trời ơi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Trời ơi. Chạy chậm chậm thôi, còn hình ra nữa. Chậm chậm thôi. Nó sắp ngã, nó sắp ngã. Chậm chậm thôi. Quá trời cái đường này rồi. Chậm chậm thôi, chậm thôi, gần tới chưa không biết, chắc cũng gần lắm rồi. Ở bên tay phải nè phải không? Phải ta. Tới luôn, tới luôn, tới luôn. Chưa, chưa cùng đường là chưa tới. Sao mà chạy mà như con rắn liêu điêu. đá cội nhiều lắm. Vừa phải, vừa phải, vừa phải tới rồi. Phải không? Thấy núi đá không? Thấy cái hồ. Vừa thấy cái hồ rồi. Tới nữa, tới nữa, tới nữa. Phải không? Tới đá rồi chưa thấy cái hồ à? Có xe, có xe, có xe. Phải không? Có xe. Wow. Tới nữa, tới nữa, tới nữa. Đâu, cái hồ bự lắm mà sao có chút xíu à? Đâu? Phải không? Sao cái hồ có chút xíu à? Đâu phải. Nó là chết rồi. Nó khô rồi. Sao có chút xíu à? Ở bên này nè. Bên này mới bự nè. Rồi cuối cùng thì mình đã đến được cái hồ Tà Bạ đó, mình sẽ quay toàn cảnh cái khu vực này để xem một lần ha. Hồ Tà Bạ à. Đó, cái đó là cái hướng của mình vừa chạy xe tới ha, nãy mình đi từ phía ngoài rồi mình vòng vô trong đây à. À, cuối cùng cũng đã tìm được cái hồ Tà Bạ. À. Đó, cái hồ bên này ha. Rồi chắc là mình để đồ ở đây rồi. Đi tham quan. Rồi, vậy là hiện tại là mình đã tới cái đồi Tà Bạ. Chắc này mình sẽ đi lên cái dốc phía trên ha. Mình sẽ quay toàn cảnh cái khu vực này. Lên trên Phương ơi. Bên này là cái hồ Tà Bạ ha. Bên này mình nhìn thẳng qua bên kia là một cái núi nữa. Bên này là có một số bạn người ta chụp ảnh cưới ở đây. Ở đây là cái điểm là chuyên chụp ảnh cưới và quay phim cưới đó ở đây. Thấy đó. Mình sẽ đi lên phía trên ha. Cái hồ Tà Bạ. Cái hồ Tà Bạ này là nó nổi tiếng là tại vì cái nước ở dưới hồ nó màu xanh đẹp lắm. Mà trên này thì có một số cái tảng đá cao liêu nghiêu trên này nè. Nhìn nếu như mình chụp xéo xuống cái hồ là một cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Đó, chắc này mình đang lên tới trên đỉnh nè ha. Đó, mình sẽ quay xuống để mình xem thấy ha. Cái cảnh này là đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Cái này là cái hướng từ ở phía dưới này mình đi lên nè. Đó. Mình đang đi lên hồi nãy là cái hướng này ha. Cái mình chạy bọc lại phía này. Bọc phía này là cái hồ Tà Bạ ở bên này. Bên này rồi bên này nữa. Đó. Hồ Tà Bạ. Thì ở dưới có một số người ta đang chụp ảnh quay phim ở dưới đó ha. Bên này nữa nè. Đây nè. Phía sau này là cái hậu. Có một số cây keo.
còn phía trên kia là cái dãy Thất Sơn, cái dãy Thất Sơn của mình đó, mình thấy đó, cái dãy Thất Sơn ở phía trên đó ha. Đó. Còn dưới này là cái hồ Tà Bạ, đó nguyên một cái dãy hồ nè, mà cái mùa này nó hơi khô nước à. Nếu như ngay cái mùa mưa thì nước nó nhiều, nước nó nhiều, nó xanh ngắt rồi, nhìn đẹp lắm. Đó, mình thấy ở bên đó, ở bên đó mình thấy có một cái tảng đá ha, cao liêu nghiêu ha. Đó. Nếu như mình tưởng tượng mình chụp ở dưới này, mình chụp hình xéo lên cái tảng đá đó, nhìn là rất là đẹp luôn. Đó. Bên này là cái hồ. Đó. Cái hồ đó. Mình thấy cái hồ đó. Nước xanh biên biếc luôn. Nếu mình chụp xéo từ bên đó mà lấy qua cái dãy núi bên này ha. Cái dãy núi bên này nè. Đó. Nhìn là cái cảnh là đẹp thơ mộng luôn đó. Đó. Đây nè. Đó, cái dãy núi. Đó. Ở phía sau đó có mấy cái dãy núi thôi. Đó, cái dãy núi ở phía sau đó mình thấy. Đó, cái này là toàn cảnh ở cái hồ Tà Bạ. Hồ Tà Bạ. Thì chắc là nhiều bạn cũng đã đi tham quan cái hồ này rồi. Giờ một số bạn thì cũng như mình mới đi lần đầu. Đó. Cũng hỏi đường, cũng đi lạc lên lạc xuống mấy lần rồi mới đi tới được tới đây. À, thì mới đi lần đầu thì nó lạ lắm gì đó, chứ nếu như đi cái lần thứ nhì rồi thì sẽ rất là dễ biết đường. Cái đường ở từ ở ngoài chạy vào thì sẽ có hai cái hàng cột hai bên cái đường đi, thì mình chạy tới khoảng chừng 300m ha là sẽ có cái hình của một vị hộ pháp chỉ đường, rồi mình đi theo cái tay của vị đó chỉ, đó là quẹo phải. Rồi mình tới chạy khoảng 150-200m nữa, thấy có một vị hộ pháp nữa, tới là mình dẫn quẹo phải nữa. Đó. Là mình chạy tới cái hồ Tà Bạ này. Cũng dễ ha. Thấy ở dưới nước gông rồi. Một chút xíu mình sẽ đi sát ở dưới mặt nước, mình quay thử xem thử ha. Đó. Ở phía dưới của cái hồ này. Chắc là mình sẽ tìm cái đường đi xuống dưới. Đi xuống dưới cái này là mình đang đi ở cái hậu phía sau rồi đó. Để kiếm cái đường mà đi xuống dưới. Này có một cái con đường mòn này. Không biết dẫn tới đâu. Nhưng mà không biết làm sao để đi xuống dưới. Chắc một hồi phải bọc cái đường kia xuống dưới à. Cái đường này thì đi sâu vô trong rồi. Đi sâu vô trong rừng rồi. Này đi sâu vô rừng. Có cái đường đi lên trên. À, đi lên trên. À, bên này nhìn xuống còn đá nữa. À, thấy nè. À, tảng đá dựng đứng rồi ha. Ở dưới kia là cái hồ Tà Bạ nước xanh biên biếc. Nước xanh biên biếc chẳng đổi thay dòng. Đó. Bên đó nước xanh á. Nhìn thấy đẹp. Bởi vì người ta mới hay chụp hình cưới. Chụp hình cưới và quay phim ngoại cảnh cưới ở đây. Đó. Ở đây thì mình nhìn lên phía trên thấy cái dãy Thất Sơn ở phía trên ha. Dãy Thất Sơn. Thất Sơn ở phía trên. Coi lung linh luôn. Cái cảnh này là đẹp tuyệt vời luôn, huyền ảo luôn. Mình quay toàn cảnh ở đây cái ha. Ở đó là cái chùa. Cái chùa hồi nãy mà mình đã đi lộn đường đó, đi vòng qua cái chùa bên đó đó ha. Có cái nóc chùa vàng vàng bên đó đó, đó. Cái hồ. Đó. Đây thì mình thấy cái hồ này. Toàn cảnh cái hồ Tà Bạ này. Chút xíu mình sẽ đi xuống mặt nước coi thử ở dưới hồ có gì. Còn cái này là toàn cảnh ở phía trên. À, phía trên hồ. Hồ Tà Bạ. Rồi.
chắc là mình sẽ trở xuống, chắc là mình xuống sẽ xuống tham quan thực tế cái ở dưới cái mép hồ, còn nước ở dưới ra sao, có cây gì mọc ở dưới được. Cái này giống như là một cái chỗ mà nó bị lở vậy đó ha. Như đây mình thấy nè, giống như là một cái thung lũng, bốn bên là đá nó lở xuống, giống như một cái vực thẳm nè. Nếu như ở đây mà cắm trại ở đây là tuyệt vời luôn. Ê, ở đây cắm trại tuyệt vời luôn ha, có mấy khoảng đất bằng nè. Ở đây đã có người cắm trại. Ừ, ngủ qua đêm rồi luôn ha. Mà ở đây không biết có người ta cắm không à. Không biết có mấy cái người bảo vệ ở đây không à. Chứ ở đây cắm trại là tuyệt vời luôn. Có khoảng đất bằng trang. Rồi, giấc này mình đi trở xuống. Xuống. Nãy cái dốc thẳng đứng vậy mà dám leo lên hay thiệt. Còn không có đi đường này, còn không có nhìn, có tưởng cây cối không, không có đường. Mình mò mò kiếm ra đường. Dốc thẳng đứng thì mình leo lên. Anh hùng. Hôm nay mình sẽ trở xuống. Xuống cái hồ, kiếm cái đường đi xuống. Ở đây hình như là có một cái quán. Ồ, nếu mình đi ở đây là không lẽ mình chạy xe lên đây luôn ta? Giả sử như mình cắm trại không lẽ chạy xe lên đây luôn. Chắc học phải lên luôn. Đi xe lên đây luôn hả? Xe lên đây được. Chạy được không à? Được. Đường này đá đường cục không à? Người chắc chạy được. Nhưng mà chả coi chắc. Có một dắt á. Dốc hơi dắt. Có một mình dắt á chứ chạy sợ nó cạ đá nó rớt xuống. Nó không thấy. Xuống tới cái hồ, dưới đây là cái hồ à, có một số bạn đang tham quan ở mép bên kia đó mình thấy ha. Như này là cái hồ đây. Nước trong văn vắt luôn. Tưởng tượng ở đây mà có con tôm á, nhìn nó lội đưa càng đây là tuyệt vời luôn ha. Ở đây là có cây hoa mua. Đó, hoa mua nè. Hoa mua nó tương tự như là cái hoa sim. Hoa sim với hoa mua nó tương tự. Nhìn cũng hơi khó phân biệt được. Ở đây có một số cá mà có một số cá nó lội tung tăng nè. Nó ở dưới con cá kìa. Nhưng mà nhìn hơi khó thấy á, ở dưới đó. Có con cá rô đó, nó ở dưới đó, đang lội đó. Đó. Cái này mà tưởng tượng thả một số cá bảy màu dưới này nó lội. Nước trong vắt thì nó lội là tuyệt vời luôn. Đó. Ở bên kia. Đó, có một số bạn đang tham quan đó ha. Đó, có một nhóm đó. Mình nếu giả sử như mình tưởng tượng mà lập một nhóm mà cắm trại ở đây ha. Siêu cực kỳ luôn. Cái cảnh ở đây cảnh đẹp thơ mộng. Rồi cái giấc tối ở đây ha. Quá im luôn. Đó. Ở giữa có cái một cái tảng đá. Giờ mình quay một lần nữa toàn cảnh cái hồ Tà Tạ ha. Mình đang đứng ở dưới cái chỗ đó là cái chỗ để xe của mình ha. Ở đây thì chắc không có ai giữ xe hết rồi. Cái này là mình xe ở đây mình tự giữ thôi. Đó. Đây có cái hồ Tà Tạ. Đó, toàn cảnh ở đây. Ở phía trên là những cái cây keo lá tràm, gọi là cây tràm bông vàng. Rất tuyệt vời ha. Đó. Đó. Cái chỗ đó là cái chỗ để xe của mình. Mình chạy tới đây là gần như là cùng đường rồi, không còn thể nào mà chạy được nữa. Đó. Còn lên đường này là chắc phải dắt rồi. Nhưng mình cắm trại ở đây cũng không có chỗ gửi xe luôn. Phải tự giữ hết. Đó. Như là coi như đã giáp hồ Tà Tạ. Đâu mình đi qua cái mép bên kia thử. Mép bên kia. Phía bên này cái hồ bên này. Đó.
Ở đây là có một cái hồ nữa, nhưng mà cái hồ bên đây thì nó cạn ha. Cái hồ bên đây thì cạn. Đó, mình thấy nè. Cạn á. Nước ở đây khoảng chừng một gang tay à. Toàn cảnh cái khu vực này. Nên có một cái hồ nữa. Còn bên kia là cái hồ bên kia thì nó sâu hơn, mình thấy nước nó xanh á, nó trong nhưng mà nó cạn quá thì mình sẽ không thấy được nó xanh. Đó. Đây. Ở đây có một số xe của các bạn đi tham quan, đó. Người ta chạy vô đó ha. Đây. Cái này chụp ảnh quay phim thì đẹp tuyệt vời luôn. Sơn thủy hữu tình ha, ở trên là có núi, ở dưới là có nước, sơn thủy. Đó. Mình quay một lần nữa rồi rút ha. Như là xong cái hồ tà bạ xung quanh đây. Nếu như chưa đi thì chưa biết, mà đi rồi thấy cũng bình thường ha. Rồi ở ngoài này có một cái quán nhỏ nè. Mình thấy có một cái quán nhỏ nè, cô bác ở đây. Đây. Vậy là mình chở ra xe rồi rút ha. Rồi, thì là cái chuyến tham quan hồ Tà Bạ của mình tới đây kết thúc ha.